Chào các bạn. Vẫn cái đầu tóc đó, vẫn gương mặt đó, vẫn bộ quần áo đó. Và ngày hôm nay Trang muốn chia sẻ với các bạn một video về cái bí quyết mà từ trước đến giờ Trang vẫn sử dụng để Trang đánh nền, hay cũng như Trang tạo cái bộ mặt nền của mình nó mịn láng và đẹp và bám lâu, hay cũng như là đại loại là như vậy. Thì ngày hôm nay Trang sẽ bật mí cho các bạn một cái bí quyết, hay cũng như Trang sẽ tiết lộ cho các bạn cái bí quyết của mình. Thì các bạn biết không, Trang áp dụng cái phương pháp này hay cũng như cái sản phẩm này 6-7 năm gì ta, khi mà Trang bắt đầu Trang make up. Và Trang cũng không biết là duyên phận nó đến từ đâu, nhưng mà tự nhiên tình cờ khi mà Trang đi Trang mua một số đồ của MAC, thế là Trang được nhân viên giới thiệu cho cái sản phẩm nước này. Và khi mà lúc đó thì Trang cũng không biết là có lên mua hay không, nhưng mà sau đó được họ giới thiệu và Trang thấy nó nghe nó cũng bùi tai quá, thế là Trang mua về. Rồi sau đó Trang lên YouTube, Trang mầy mò, Trang tìm, và Trang thấy khoảng thời gian đó thì Trang thấy ít người dùng lắm, chỉ có mỗi Make Up X dùng thôi. Michelle Phan cũng không dùng luôn, Trang thấy rất là ít người dùng. Và cho đến độ khoảng 2 năm hoặc là 3 năm trở lại đây thì bắt đầu Trang thấy nhiều những cái chuyên viên trang điểm ở Việt Nam bắt đầu sử dụng đến cái loại nước xịt set make up này. Nhưng mà Trang thấy là sử dụng cái lọ gì đó rất là to cơ, như kiểu loại xịt khoáng ấy. Nhưng mà các bạn biết không, cái nước xịt set make up này á, tự nhiên bật mí luôn rồi, sản phẩm nước xịt set make up, thì các bạn biết không, cái nước xịt set make up này á, nó khác với cái xịt khoáng tinh khiết bình thường. Nước xịt khoáng tinh khiết bình thường chỉ là xịt lên da của các bạn để bổ sung nước, làm cho da của các bạn mịn hơn và không bị thiếu nước, rất là tốt cho da mụn và da khô hay da nhạy cảm. Còn nếu mà để xịt trên cái lớp make up của các bạn thì nó sẽ bị lem nếu như ai dùng mascara không lem, hoặc là kẻ viền mắt dùng cái sản phẩm gì đó nó sẽ bị lem từ lơ hết cả, bởi vì trong đó không có cái thành phần chất giữ make up hay cái gì hết. Còn đối với cái loại nước set make up này mà so sánh với những cái loại mist xịt của Hàn Quốc thì nó na ná giống nhau thôi, chứ không hẳn là 100% giống nhau. Bởi vì Trang nhớ Trang vẫn còn một cái lọ đây, như kiểu dạng cái nước xịt trà xanh này này, đây, đó, của Innisfree này này. Cái này xịt lên cũng không làm trôi make up đâu, bởi vì nó cũng là có thành phần khoáng chất trong này, hoặc là có chất trong này. Thế nên là nó sẽ giúp cho các bạn giữ được lớp make up, và các bạn có thể xịt lên da thường của mình luôn. Đó, Trang rất là thích cái mùi trà xanh này. Và nhưng mà nếu mà để so sánh và để thật sự là thích hay không ý, thì Trang nói thật với các bạn, Trang chỉ thích duy nhất một cái sản phẩm mà Trang dùng và Trang gắn bó rất là lâu rồi. Trang dùng mấy năm đó thì Trang dùng hết, cứ hơn một năm Trang hết một lọ. Đó, tùy theo cái mức độ mà Trang make up hàng ngày nhiều hay ít, hoặc là Trang dùng nhiều hay ít. Đó chính là em Fix Plus của MAC. Thì các bạn biết không, thật sự Trang Trang Lala không có làm video quảng cáo, nhưng ngày hôm nay thì cho phép Trang Lala được quảng cáo các em xịt Fix Plus này của MAC. Lý do mà Trang nói là quảng cáo là bởi vì Trang khen ngợi em này hết sức, bởi vì nó đã gắn bó với Trang trong suốt cái thời gian mà Trang trang điểm. Có nghĩa là chấp hết mọi thể loại da, Trang đã dùng lên các bạn gái, rồi là Trang dùng lên khách của mình, Trang dùng lên tất tần tật. Mỗi khi đi trang điểm Trang đều mang em này đi. Và Trang nhớ nhất khi mà Trang về Việt Nam, Trang đi trang điểm Trang đi trang điểm của Nick á, thì khi mà Trang dùng cái lọ nước này xịt thì rất là nhiều bạn băn khoăn và hỏi chị ơi đây là chai nước gì, và ngay cả đến chuyên viên trang điểm cũng không biết đây là chai nước gì đó. Nếu mà hơi quá thì bỏ quá cho Trang, nhưng mà lúc đó là đúng là như vậy, thì Trang chỉ nói lại sự thật thôi. Đó, thì không ai biết đến cái chai nước này là nước gì hết. Và nếu mà nói về bản đúc của em này thì Trang khuyên các bạn lên tìm đến cái lọ Aqua Mist này của hãng Ba Xe, hay là Trang hay gọi nôm na là ba chị em. Đó, thì đây là bản đúc. Tuy cái chất lượng hay cũng như cái gọi là sự giống nhau thì nó chỉ giống nhau như kiểu 1:8, 1:10, nhưng nếu mà ở Việt Nam hay những bạn mà học sinh, hoặc là các bạn không có điều kiện, hoặc là các bạn không tìm được MAC, thì các bạn hãy
tìm đến cái em mist xịt coi như là gì nhỉ, Fresh Aqua Mist này của hãng Ba Xe. Và các bạn biết không, Trang kể cho các bạn một chuyện. Thì cái này Trang phải xin lỗi Mark của Việt Nam trước khi mà Trang nói. Bởi vì cái cách đây 3 năm khi mà Trang về, Trang làm đám cưới, Trang có vào Paxson ở trong Sài Gòn. Thì Trang không biết là đường nào, nhưng mà Trang chỉ nhớ là Trang vào Paxson và Trang đã thử cái em xịt Fix Plus này ở Việt Nam. Và thật sự nó cho Trang một cảm giác bị thất vọng, đó chính là khi mà Trang xịt lên nó sặc mùi cồn. Nói ở đây là mùi cồn, thật sự nó là như vậy. Nhưng khi nếu các bạn mua cái sản phẩm này ở bên này, khi mà các bạn xịt lên, các bạn sẽ không bao giờ ngửi thấy mùi cồn, mà các bạn sẽ ngửi thấy một cái mùi nước thơm phang phảng, rất là fresh và rất là thích. Trang kể cả khi có bầu, Trang bị, có nghĩa là Trang khi có bầu Trang sợ mùi thơm, mà Trang dùng cái em này có nghĩa Trang vẫn chơi được. Tức là Trang thử rất là nhiều rồi, Trang muốn mua cái loại nước mà không có mùi, nhưng mà Trang vẫn phải quay về em này bởi vì nó không quá là làm phiền Trang khi mà Trang có bầu, khi mà Trang sợ mùi nước hoa. Và nó không phải là thơm phức mà chỉ thơm phang phảng, rất là nhẹ và rất là thích. Nào, Trang giới thiệu hơi bị dài dòng rồi bởi vì Trang nhìn 6 phút mất rồi. Thì các bạn biết không, cái em này nó có 8 công dụng. 8 công dụng, nó như là một loại nước xịt đa năng. Cái em này thì Trang không chắc chắn là nó có hiệu quả như vậy hay không, nhưng mà Trang nghĩ nó cũng phải có độ khoảng từ 3 cho đến 4 tác dụng. Tác dụng thứ nhất đó chính là các bạn xịt lên da không của mình, khi mà da của các bạn bị bong chóc hay bị khô, hay là các bạn muốn nó có độ ẩm ngay lập tức, thì các bạn hãy xịt lên trên da của mình. Và khi xịt, các bạn hãy tậu cho mình một cái tờ giấy bìa. Các bạn xịt lên rồi các bạn phải phẩy phẩy này, nó khô ngay à. Tuy là trong này không có alcohol nhưng mà không có cồn, nhưng nó vẫn là cái loại nước mà khô bởi vì nó có cái khoáng chất, như kiểu những cái loại nước khoáng chất này của Hàn Quốc này, cái mist này này, cái từ mist này này đó. Và Hàn Quốc cũng cho ra một cái loại xịt fix luôn. Đây, Trang có để ngay đây. Người ta cũng ghi là make up fixer đây, của Oday, của cái hãng gì đây, Atrium hay cái gì đó. Thì đây là cũng là một cái loại mà cũng cái mùi thơm phang phảng, nhưng mà em này xịt lên da Trang nó hơi bị cắn cắn một tẹo, nhưng mà sau đó rồi nó hết. Đó. Thì nếu như bạn nào mà tìm được thì các bạn có thể dùng, nhưng mà da nhạy cảm hoặc da mụn thì Trang không khuyên. Còn em này da nào các bạn cũng có thể dùng được hết. Và đây là bao bì cũ, đây là bao bì mới hiện tại bây giờ, đây là bao bì mới. Trang có luôn cả cái lọ mới bởi vì cái lọ này của Trang cũng sắp hết rồi. Ok, thì cái công dụng đầu tiên là các bạn có thể xịt vào da không của mình. Các bạn xịt rồi sau đó các bạn phải khô đi. Các bạn có thể bôi kem dưỡng trước rồi sau đó các bạn xịt, hoặc là các bạn có thể xịt trước các bạn phải khô đi rồi sau đó các bạn bôi kem dưỡng. Ok, công dụng thứ hai đó chính là các bạn xịt sét một lớp ở trên phần make up của mình khi mà các bạn hoàn thành hết tất tần tật đó. Nhưng mà Trang như là Trang vẫn xịt đó, đây đó, như vậy. Rồi sau đó các bạn dùng cái này, các bạn quạt, các bạn đừng sờ vào nha. Khi mà các bạn xịt các bạn đừng có sờ, đừng có sờ, đừng có chạm vào. Nếu như các bạn chạm vào thì các bạn sẽ làm nó tự nhiên nó trôi đi cái lớp make up của mình, bởi vì khi mà nó bám nước ở trên mặt á, nó ướt á, thì là nó đang làm mịn cái phần nền của các bạn. Đây là lý do vì sao các bạn hỏi Trang là chị trang điểm hay cũng như chị làm sao bức nền của chị không bị mốc vậy. Đó, đây là đấy bí quyết ngày hôm nay Trang bật mí cho các bạn đây. Đó là cái thứ hai mà các bạn có thể sử dụng em này. Cái thứ ba, khi mà cái trời khô hanh, tóc của các bạn bị khô, các bạn có thể xịt lên trên tóc để bổ sung nước. Đó, vậy thôi, nhìn cái tóc của bạn nó sẽ không bị khô nữa. Thứ tư đó chính là các bạn có thể xịt vào cây cọ. Các bạn có thể xịt vào cây cọ. Đấy, đây, rồi sau đó các bạn lấy phấn mắt nha. Tự nhiên Trang lại cất hết phấn mắt đi. Đây, các bạn lấy phấn mắt. Bây giờ Trang sẽ swatch cho các bạn. Không có gì. Đây, đây là của Jeffy Star. Cái này là đang không có gì nhá. Đây, bây giờ cái cọ này nó ướt này. Đó, về Trang sẽ chấm lên. Đó. Xin tôi mà, Trang lấy ngược. Đây. Đó, đây. Thấy chưa? Nó lên màu đậm hơn. Và các bạn sử dụng cái tip này cho những cái phấn mắt nhũ, khi mà các bạn chấm vào cái phần giữa của phần bọng mắt này này, hay cái phần mắt này này, bầu mắt này này. Đó, cái tip đó mà Trang hay dùng lắm. Trước Trang vẫn nói với các bạn đó, các bạn xịt cái nước này này, thích hơn là các bạn dùng nước. Đó. Còn cái thứ ba đó chính là khi mà cái
da của các bạn bị bong chóc, bị nẻ, mà các bạn tẩy da chết rồi các bạn dưỡng các thứ rồi mà các bạn vẫn thấy nó không ăn thua, thì đây Trang lấy cái giấy tẩy của mình có nước Bioderma, Trang lau cái cọ đó. Thì các bạn sẽ dùng cái cách này, đây là cái cách thứ năm, các bạn xịt vào cái mút này. Đó, các bạn xịt vào cái mút này xong nó thấm, rồi sau đó các bạn chấm với cái kem nền của mình. Các bạn chấm rồi sau đó các bạn đánh lên mặt thì lúc đó nó rất là mịn. Cái cách này Trang ít dùng bởi vì Trang chỉ cần set một lớp thôi là nó đẹp rồi đấy. Các bạn nhìn xem cái mặt nó không bị bọc phấn, không bị khô. Các bạn nhớ chưa, thế lên trong các video Trang điểm lúc nào Trang cũng nhắc các bạn phải xịt một cái lớp set make up để kết thúc cái phần mà trang điểm của bạn mà không bị bọc phấn, không bị khô. Khi mà các bạn chụp ảnh lên các bạn sẽ nhìn rõ cái khô đó. Còn với em này khi mà các bạn chụp ảnh lên nó sẽ không bị khô không gì hết, mọi thứ mịn hết, đẹp hết. Và nó giữ giúp cho các bạn giữ một lớp make up rất là lâu và bền. Đó, còn gì nữa ta, rồi đó, xịt vào mút nha. Và khi mà các bạn muốn tạo cái kẻ viền mắt thì các bạn có thể đổ một ít pigment ra. Pigment ở đây nó chính là cái bột á, bột á, các bạn biết không, bột, hoặc là cái các bạn có thể dùng cái phấn mắt này này. Đây, các bạn có thể dùng cái phấn mắt này này. Đó, các bạn xịt vào vào đây, hoặc là các bạn cạo nó ra một ít rồi sau đó các bạn xịt cái nước này vào, thì các bạn có thể mix cái nước này để làm một cái nước đó, để làm cái kẻ viền mắt của các bạn nó đậm hơn, đẹp hơn, mịn hơn. Hoặc là những cái lọ nước hay những cái lọ gel như này nó bị khô, các bạn có thể xịt em này vào rồi sau đó nó sẽ ướt trở lại để cho các bạn sử dụng cái em gel mà đã bị khô đó. Tiếp theo, cái công dụng tiếp theo đó chính là các bạn có thể dùng cái em này này, các bạn đổ một chút pigment vào đây nhẹ thôi, rồi sau đó các bạn xịt lên người và sau đó các bạn sẽ dùng được cái gọi là body mist, có một chút nhũ để cho các bạn gọi là khi đi dạo hội, đi tiệc nó óng ánh lấp lánh, kể cả trên tóc cũng vậy đó, nhưng mà cho ít thôi nha, đừng cho nhiều. Không biết còn cái công dụng gì đâu ta. Trang nghĩ chỉ có như vậy thôi á. Đó, thì đây là bí quyết của Trang Lala. Hay cũng như là cái về cái công dụng, hay cũng như về cái sản phẩm Fix Plus này, nó có từ rất lâu rồi và Trang rất là sợ khi mà MAC mà discontinue cái em này thì đúng là vỡ mặt luôn á. Đó, thì đây là cái bao bì mới và sản phẩm mới nữa, có một sản phẩm mới mới ra đây, cái em này. Em này là có một chút gọi là vàng ở trong này. Nhưng mà nó là cái nước mà để xịt một cái thì da của các bạn ẩm luôn. Cũng có thể xịt set make up, nhưng mà nếu mà để so sánh với em này thì Trang vẫn thích cái em Fix Plus này hơn là cái em này. Có cái lúc mà Trang mua về, Trang thử cái em này, Trang xịt nhiều quá, thế là Trang bị nổi mụn. Đó, thì Trang vẫn đang thử, nhưng mà xịt ít thì không sao. Thỉnh thoảng mấy ngày hôm nay da Trang bị khô á, thì trước khi mà Trang bôi kem dưỡng, Trang đều xịt em này lên trước. Rồi sau đó Trang mới bôi dưỡng, rồi Trang làm đủ các thể loại làm, rồi sau đó Trang mới make up. Đó, thì nhá, nó đều cho Trang một cái lớp nền Trang rất là ưng, rồi sau đó Trang xịt set make up như thế này. Còn một điều nữa, em này nhờ các bạn hãy tìm đến showroom của MAC và các bạn thử. Ngày đó Trang thử là 3 năm trước và bây giờ Trang không có chắc chắn, thế nên là khi mà Trang nói đến cái chuyện đó thì Trang phải sorry MAC của Việt Nam trước, bởi vì ngày đó là Trang thử, Trang thấy như vậy. Và bây giờ nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể ra MAC, hoặc là các bạn order của những hàng xách tay, hoặc là nhờ các bạn ra ngoài showroom của MAC các bạn thử. Nhưng mà đừng có nói gì là chị Trang Lala chị bảo thế nha. Ok, mất công, họ lại ghét Trang Lala thì tòi. Đó, thì đây là một cái phần bí quyết mà cái gọi là về cái bước nền của Trang, hay cũng như cái bước set make up của Trang Lala. Ok, Trang sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn một cái video mà Trang đánh cái bước nền của mình hàng ngày, từ nhạt cho đến đậm, rồi từ các thể loại từ. Ok, và Trang sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và ngày hôm nay Trang đã bật mí cho các bạn một bí mật về cái em gọi là thần thánh. Cho phép Trang được gọi em đó là nước thần thánh đi. Ok, bởi vì em đó đã gắn bó với Trang gần chục năm nay rồi. Dù đi bất cứ nơi đâu hoặc đi bất cứ phương nào, Trang cũng đều mang theo em này. Và em này chỉ có 100ml thôi, Trang vẫn mang xách tay được trên máy bay, không vấn đề gì hết. Khi mà đi lên máy bay á, thay vì các bạn phải mang cái lọ xịt khóa kia, các bạn mang cái lọ này, các bạn xịt ở trên máy bay rất là phê, rất là đã. Mà nhá, xách tay được mang 100ml hoặc là dưới 100ml thì Trang đổ ra một cái lọ con, hoặc là Trang mang một cái lọ mà nó gần hết như thế này này. Đó, thì Trang không có bị vứt đi hay gì cả, bởi vì nó vẫn ở trong cái phần, cái tầm gọi là cho phép khi mà các bạn mang đi máy bay. Đó,
Ok, chắc hy vọng video này giúp một phần nào đó cho các bạn biết thêm về cái bí mật hay cũng như là về cái tip về cái bước nền hay cũng như về làn da, về mịn màng cho cái lớp trang điểm mà bấy lâu nay các bạn vẫn thắc mắc. Ok, và Trang sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên ấn like nha. Nhớ nha, đừng có mách mác ở Việt Nam á. Là chị Trang, chị nói ngày xưa chị về chị thử đó, không mất công người ta lại ghét. Ok, Trang sẽ gặp lại các bạn sau. Bye bye.